Dạ vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay là một buổi trưa của ngày thứ năm, ngày 30 của tháng 11 năm 2023 thì trung tâm rất hân hoan được chào đón là anh Hòa, có số điện thoại nhận hàng là 0907 433 777 và địa chỉ nhận hàng là 135 trên 10 là Vĩnh Lợi, Rạch Giá, Kiên Giang nhé. Và sau khi hai anh em đã trao đổi thì trung tâm cũng làm video với cái giá một con đẩy DK Đan Kinh hàng bãi với LA400 đạt công suất là 400W trên một kênh các bác nhé. Và với một cái giá là 3 triệu 6 là cái giá trung tâm bán cho các bác, là phải nói là rất là hợp lý cho các bác rồi nhé. Đấy, về được 20 con nhưng mà chỉ còn lại là gần chục con DK LA400 thôi các bác nhé. Dòng này không phải lúc nào các bác hỏi cũng có, tại vì nó là hàng hiếm. Đấy, ít khi về được lắm. Đấy, các bác nhé. Các bác nhớ cho là như thế. Và bên Phạm Quy Đô lúc nào cũng cam kết với các bác là nguyên zin, bao zin 100% cho các bác. Bởi vì trước khi mà hàng về là trung tâm đã lựa chọn mở sản phẩm này ra từng con một để kiểm tra từng con ốc. Đấy, tất cả hàng ngon, hàng xịn sò thì trung tâm mới nhập về cửa hàng để bán đến tay các bác. Cho nên là trung tâm là những người bỏ tiền trước ra để đưa cái sản phẩm về. Cho nên các bác cứ an tâm một điều thế. Đây, tất cả những dòng về phía mặt trước đây, các bác nhìn này. Đấy. Còn mặt trong thì ở những video trước thì trung tâm đã gửi quay chi tiết cho các bác rồi. Nhưng mà trước khi mà bán hàng đấy là giao hàng cho các bác là trung tâm cũng sẽ là mở ra để các bác xem, và trung tâm đã test chất âm nhé, test chất âm để cho các bác nghe đánh giá chất âm cũng như các bác biết. Đấy, nó xịn sò đây. Từng cái tem của nó còn nguyên zin đây các bác nhá. Đấy, và trung tâm đang đưa ra từ một cái dây đây, từ điện thoại, từ laptop nhá, đưa xuống này. Đấy, dây ra loa này, đánh một đôi full 30 các bác nhá. Đấy, đánh một full 30 này đây các bác nhá. Đấy, full 30 CAVS này. Và trước khi mà test nhạc ấy, thì là cũng xin lỗi các bác một tí là như này. Với những dòng hàng bên em, nó hàng đẩy thì nó rất là nặng. Đấy, các bác cũng vui lòng là đặt cọc trước 300, 500. Đấy, để gọi là anh em làm tin với nhau. Và trung tâm sẽ chuyển hàng cho các bác. Bởi vì hàng này nó nặng. Và nhất là những các bác ở trong miền trong, miền Nam là nó xa. Trung tâm đóng hàng gửi cho các bác. Đấy, đấy, cho các bác nhận hàng và các bác gửi tiền qua nhân viên bưu điện. Đấy, là như thế. Và chúng em cũng nói với các bác này. Với chúng em là bán hàng, kể cả bên đơn vị bên em hay là một số các đơn vị khác thế thôi, anh em bán hàng cũng rất là vất vả chứ không phải là bảo là gì cả. Cho nên trung tâm luôn đề cao cái uy tín chất lượng lên hàng đầu các bác nhé. Và với các bác đặt cọc thì 300.000 thì nó cũng chẳng là cái gì cả đối với chúng em cả đâu. Đấy, nhưng mà nó là một cái niềm tin để anh em sau đó chúng em làm video sẽ quay chi tiết từng dòng sản phẩm cho các bác. Đấy, từng chi tiết sản phẩm để các bác thấy được sản phẩm của mình như thế nào, rồi các bác hãy đặt cọc cũng được, không sao cả các bác nhé. Và để anh Hòa trước khi mà nhận hàng thì trung tâm sẽ mở ốc ra và cũng là quay chi tiết với một con đẩy NA400 này, giá được công khai là 3 triệu 6, chưa có ship các bác nhé. Chưa có ship và trung tâm cũng là tặng cho các bác là một cặp dây ca lông dòng đực cái như này để các bác cắm từ vang xuống đẩy các bác nhá. Đấy, tặng cho anh Hòa. Đấy là một một cặp. Đấy, và trung tâm sẽ mở ra đây từng con ốc đây, mở ra trước rồi. Mở ra để các bác xem được nội thất ở bên trong các bác nhá. Đấy, nội thất này. Đây là nguồn của nó. Đấy, nguồn bằng đồng. 100% bằng đồng các bác nhé. Các bác nhìn này, hàng nó xịn sò chữ này. Đấy, từng con sò nó đẹp xuất sắc như này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tụ này. Các bác nhìn xem. Đấy, các bác nhìn rất nhiều sản phẩm xem. Nó rất là nét, rất là đẹp. Nguyên zin các bác nhé, từng con ốc các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn xem, từng con ốc. Các bác nhìn đây. Đấy, chữ của nó là kinh đây. Chữ của nó đây. Các bác nhìn xem. Đấy. DK Đan Kinh các bác nhá. Dập đét vào vào mạch. Đấy, các bác nhìn xem nó chi tiết như này. Nó xịn sò này.
Đấy, còn các bác không thể đánh giá được với một con đẩy mới, nó rất nhiều giò nhưng mà nó lại rất là vớ vẩn. Đấy, về sử dụng nó không bền bỉ, tiếng nó đưa ra chất âm nó không hay, rồi lại chán các bác nhé. Đấy, các bác phải hiểu điều đó. Đấy, còn các bác đào đã nói đến đàn kinh, DK đàn kinh là các bác, những cái bác đó đã quá hiểu, am hiểu về âm thanh rồi, cho nên em cũng không phải quảng cáo, cũng không phải nói chi nhiều để các bác hiểu. Còn bên em thì nhập hàng về và bán đây, cửa hàng đây các bác nhé. Đấy, cửa hàng đây, các bác nhìn cửa hàng đây. Đấy, vang số đây, mic loa đây, các bác nhìn đây. Đấy, đây các bác nhìn đây. Đấy, cho nên là các bác là cứ an tâm, cái sự tin tưởng. Đương nhiên anh em lần đầu, nhưng mà các bác hiểu rằng là bọn em bán hàng là luôn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu các bác nhé. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test nhạc sẵn rồi, thì sẽ test nhạc lên, đánh với một cặp loa 30 các bác nhé. Nhạc lên này các bác này, nhạc một kênh lên này, kênh 1 này, đấy, kênh 1 này, đấy, kênh 2 này, đấy. Xin chào anh chị, sắp em xin giới thiệu chiếc máy cắt lát thái dao cổ có đa năng bằng tay chính hãng bên em ạ. Đẩy LA hay đẩy bãi 400. Đấy, đánh với một cặp full 30 các bác nhá. Chất âm đưa ra chi tiết như thế nào và tiếng bát, tiếng chép đánh rất là hay, chi tiết, đánh rất sáng luôn các bác nhá. Và với trong những em này thì trung tâm test để gửi cho anh Hòa. Đấy, anh Hòa là ở tại Rạch Giá, Kiên Giang các bác nhá. Đấy, với 3,6 triệu. Đấy, giá bán tại cửa hàng. Nhá, bán cái tao tại cửa hàng. Và sáng mai là trung tâm sẽ chuyển hàng luôn cho các bác. Đấy, cho chắc nó phải mất vài ngày mới vào được tới Kiên Giang các bác nhá. Và các bác nào quan tâm cũng muốn sở hữu với một trong những em đẩy DK đan kinh hàng bãi LA400 này thì các bác nhanh tay alo với số điện thoại 0325004686 để được tư vấn cũng như được mua sắm cho gia đình nhà mình những dòng sản phẩm phải nói là hàng bãi, bao zin bao xịn cho các bác nhé.
bao nhiêu bác xịn cho các bác, và nó cũng không còn nhiều đâu các bác nhá, nó chỉ còn lại là khoảng gần chục con thôi, các bác nào quan tâm thì nhanh tay. Cuối cùng xin được cảm ơn Hòa đã tin tưởng, cũng như là cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.